Xin chào các bạn đến với Sun Sale và đánh giá. Chúng ta cùng đến với một cái bài đánh giá hiệu năng Xiaomi 13 Ultra để xem là với một sản phẩm mức giá cũng khá là cao thì về cái mặt trải nghiệm gaming nó có tốt hay là không. Mặc dù các bạn thấy với Xiaomi 13 Ultra về cái mặt camera thì rất là bá đạo, rất đỉnh rồi đúng không? Trước khi vào cái mặt trải nghiệm gaming chính, mình sẽ trao đổi qua một chút về cái thông số trên Xiaomi 13 Ultra. Về cái mặt điểm số AnTuTu cũng rất là cao, Snap 802. Xiaomi 13 Ultra có điểm số nó không thua kém gì so với nhiều sản phẩm khác đâu. Nó đạt được là 1.253.000 điểm, rất là cao luôn. Đến cái bài chấm tiếp theo là Geekbench 6 có điểm số đơn nhân là 1.933 và đa nhân cũng rất là cao nhá, 5.288. Em này sử dụng chuẩn RAM LPDDR5X và UFS 4.0. Tiếp theo, xét về cái độ ổn định khi mà mình chấm cái bài 3D Max Villa Extreme Test, độ ổn định chỉ được 80% thôi. Nguyên nhân do chấm đến phút thứ 18, điểm số bắt đầu giảm dần về 2.964 và điểm Best Loop rất cao nhá, là 3.700. Không thua kém gì so với nhiều dòng sản phẩm gaming phone mạnh nhất hiện tại như Red Magic 8 Pro hay ROG Phone 7. Điều đó chứng tỏ cho chúng ta một lần nữa, khi mà các bạn chơi quá lâu hay nhiệt độ quá nóng thì cái độ ổn định trên Xiaomi 13 Ultra nó duy trì không được tốt. Và so sánh với Xiaomi 13 Pro về cái mặt trải nghiệm gaming ấy, thì mình thấy Xiaomi 13 Pro nó có phần gì đấy ổn định hơn so với Xiaomi 13 Ultra nha. Đây là mình đang so sánh cùng mẹ với nhau đấy. Chúng ta cùng quay trở lại phần các bạn đang rất mong chờ, đó là về mặt trải nghiệm gaming. Và mình nhắc trước này, mình chơi trong cái điều kiện môi trường trong nhà với điều hòa bật khoảng 27 độ C nha. Mình có chơi 4 game, Liên Quân, Genshin, PUBG và COD. Ok, chúng ta đến với tựa game đầu tiên là Liên Quân Max Setting. Mình chơi được tầm khoảng 26 phút thì phần trăm pin nó sẽ giảm từ 95 xuống 88%. Về FPS rất mượt mà 60 và nhiệt độ mặt trước nó rơi vào khoảng 34,9 và mặt sau là 36 độ. Chúng ta chuyển tới cái tựa game thứ hai, Call of Duty. Một cái tựa game mình cứ nghĩ là con này con Xiaomi 13 Ultra chơi game ngon ấy, không có vấn đề gì đâu. Nhưng không nha. Lần đầu tiên mình chơi COD mà gặp cái FPS nó dị như thế này, vô thể của hậu luôn. Đây, các bạn thấy khi mà mình chơi tầm khoảng 2 phút đầu ấy, bởi vì mình nghĩ là với tựa game nhẹ nhàng như kiểu là Liên Quân, là COD chẳng hạn thì để balance là ok rồi. Nhưng không nha. FPS chỉ được 1 đến 2x trong 2 phút đầu. Các bạn thấy đó, rất là ảo đúng không? Đúng thật là như thế, cảm giác nó giật lắc theo từng khung hình luôn. Và chính cái vấn đề liên quan đến FPS nó quá thấp như thế là mình chết cay dã man. Biết được điều đó, mình đã chuyển sang cái chế độ là Performance. FPS nó có phần ổn định hơn trong khoảng 7 phút nha. Sau đó, nó lại tiếp diễn giống như là 2 phút đầu tiên. Và cũng may, từ phút thứ 13 trở đi, FPS nó trở lại như bình thường tầm khoảng 59-60. Để góp mặt cho sự thành công, FPS trung bình được tận 43,1. Khóc thét các bạn ạ. Chúng ta phải kể đến FPS giảm 1x, 2x trong khoảng 5 phút trong khi tổng trận mình chơi là 25 phút. Và mình nghĩ như thế này, chả nhẽ với một sản phẩm tiền rất là cao, chip rất là mạnh mà lại mang một trải nghiệm gaming nó không tốt như thế. Nên là mình quyết tâm về nhà chơi thêm khoảng 2 trận Battle Royale COD nữa. Nó rơi vào khoảng đâu đó là 45 phút ấy, trung bình 45 phút thì rất là may FPS nó không gặp tình trạng như lúc đầu mình chơi nữa. Đây là mình chuyển cả hai chế độ là Balance và Performer nha. Nên là với COD các bạn yên tâm, chơi nó sẽ không phải là lag như thời điểm mình chơi ban đầu đâu. Nhiệt độ chơi COD Max Setting trong khoảng 25 phút, mặt trước nó rơi vào khoảng 36 độ và mặt sau nó chỉ rơi vào khoảng 37 độ thôi. Chúng ta chuyển sang một cái tựa game tiếp theo là Genshin Impact Max Setting. Tới cái tựa game này là mình phải bật performance lên luôn rồi, chứ không phải để balance đâu nha. Thú thật với các bạn, nick Genshin Impact của mình nó không được quá mạnh đâu. Nên về cái mặt trải nghiệm gaming Genshin ấy, Max Setting nó rất ngon nha. Trong quá trình chơi 21 phút, FPS không có một lần nào gọi là khựng lag mạnh cả. Nó rất là đều, FPS trung bình nó lên đến 59 cơ. Trường hợp các bạn chơi nick nó mạnh hơn chẳng hạn, FPS mình đảm bảo luôn, nó không được như thế đâu. Nhất là khi các bạn combat hay là ra combo chẳng hạn thì FPS nó sẽ tụt mạnh hơn đấy. Nên là các bạn chỉ cần lưu ý cho mình vấn đề Genshin nick nó hơi yếu. Bạn nào nick mạnh thì mình nghĩ FPS khi mà chơi Max Setting nó chỉ rơi vào khoảng đâu đó là 56-57 là cùng chứ mấy, đúng không? Rồi, về cái mặt nhiệt độ thì sao? Thực ra ấy, nó nóng nhất ở khu vực khung trên gần camera. Nó rơi vào khoảng đâu đó là 45 độ C cho khoảng 21 phút chơi. Mặt trước nó rơi vào khoảng 43,6 và mặt sau là 42,6. Và chỉ mất đâu đó là
9% pin. Nhiệt độ các bạn chơi Genshin như thế này là ok đúng không? Mình có thêm một cái lưu ý này cho các bạn. Xiaomi 13 Ultra có khung là kim loại nha. Nên khi mà chơi game ý, các bạn chơi Genshin tầm khoảng 21 phút thôi, cảm giác rất là khó chịu. Nó như kiểu là lên đến tầm khoảng 47-48 độ các bạn ạ. Bởi vì nó truyền ra cái khung đấy rất là nóng nha. Thì các bạn lưu ý vấn đề đấy. Chúng ta chuyển sang tựa game tiếp theo là PUBG Mobile. Tiếc là mình không có thể chiếu cho các bạn xem cái quá trình mình chơi được. Nhưng nhá, về PUBG Mobile ấy, trong quá trình mình chơi đâu đó là 27 phút, giật lag có đúng một lần thôi. Đây là mình chơi max setting nha. Nhiệt độ nó rơi vào khoảng 38,7 độ C ở khu vực giữa mặt lưng. Nhiệt độ khung kim loại gần camera nó lên đến 40,8. Thế các bạn cảm thấy sao về cái mặt trải nghiệm gaming trên Xiaomi 13 Ultra? Về nhiệt độ này, về giật lag. Chỉ có lưu ý các bạn thấy là con 13 Ultra này với COD nó có khác biệt một tí nha. Nên bạn nào gặp tình trạng tương tự có thể comment bên dưới. Về đánh giá chi tiết Xiaomi 13 Ultra, mình sẽ có một cái video riêng. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Và mức giá Xiaomi 13 Ultra rẻ nhất mình sẽ để đường link ở phần mô tả và bình luận game. Ok, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.